Rất là nhiều bác liên hệ với điện máy Bình Sơn hỏi là cái cần reload 543 này có bán hay không. Thì thực tế nếu mà như ngày trước thì bên mình sẽ không bán riêng cái cần này, bởi vì là mình về nguyên theo bộ cả đầu cả máy thì mình sẽ không bán rời. Tuy nhiên thì rất nhiều khách hàng mua hàng tại điện máy Bình Sinh Sơn mua máy reload 543 và lên cần mềm, và mình các bạn cũng thấy mình show rất là nhiều video cho bạn xem hàng lên cần mềm. Do đó thì bên mình điện máy Bình Sơn dư lại cái cần cứng và sẽ thanh lý cho các bạn với mức giá cực kỳ hợp lý luôn. Cái cần này thì hôm trước mình đã bóc chi tiết cái cần này ra và so sánh nó với cái cần của Husqvarna xịn luôn, thì cái cần này chất lượng không kém, không thua kém cái cần Husqvarna xịn, gần như là nhau luôn. Và cái cần này bên mình thanh lý cho các bạn một mức giá theo mình nghĩ là quá hợp lý so với cái chất lượng của nó. Trước khi đi vào chi tiết cái cần này thì các bạn sẽ có được cái gì? Cái giá thì mình sẽ thông báo luôn là thanh lý 1.3 triệu nha các bạn nhé. Thanh lý 1.3 triệu, giá 1.3 triệu đó thì các bạn sẽ có những cái gì? Thứ nhất này, các bạn sẽ có một cái máng chắn rất dày, chất liệu dày dặn, máng chắn rất lớn, dày dặn, nó sẽ giúp cho các bạn an toàn hơn khi mà sử dụng và nó sẽ ngăn không cho cỏ bắn vào người. Thứ hai là các bạn sẽ có một cái dây đeo, các bạn thấy xứng đáng với cả số tiền các bạn đầu tư không? Dây đeo này thì y hệt dây đeo của cái con Husqvarna 226. Đây, các bạn nhìn là dây đeo chất lượng rất là đẹp chứ không phải là như cái dây đeo vớ vẩn trên thị trường. Cái dây đeo này các bạn mua cũng đã rơi vào phải gần 200.000 rồi. Dây đeo này còn đẹp hơn cái dây đeo reload màu xanh của bên mình ấy. Mà dây đeo reload màu xanh bên mình bán đã 130.000 rồi. Cái dây đeo này chắc chắn là đẹp hơn luôn. Dây đeo này theo mình thấy nó phải trị giá lên đến khoảng tầm 180.000 như cái dây đeo rồi. Tiếp theo các bạn sẽ được một cái gì nữa? Một cái mâm cước tự xả. Mâm cước này thì các bạn lưu ý nhá, cái lỗ zin này của nó chỉ sử dụng theo cái cước 3.0 ly thôi. Và các bạn muốn sử dụng lên 3.3 ly thôi. Nếu mà các bạn sử dụng muốn lên 3.5 thì các bạn sẽ phải đục lỗ nhá. Mở tung ra và đục cái lỗ lên cước có theo mâm cước tự xả luôn. Khả năng lô tới thì mình sẽ bỏ cái mâm cước tự xả này đi và lấy cái tiền của cái mâm cước tự xả này mình sẽ đập vào vòng bi và mình sẽ lên luôn con 543 là bearing của NSK Nhật Bản luôn, đẳng cấp hơn hình. Đấy, chơi chưa? Vì cái này thì nhiều bác không cần, nhưng mà thôi, cái này phụ kiện theo máy, lô này có thì mình vẫn sẽ gửi theo cho các bạn. Tiếp theo là các bạn sẽ được một bộ tay cầm. Đấy, tay cầm này, ống cần dày nhá. Ống nhôm này dày 2.0 luôn này. Đấy, tay ga, tay cầm. Đấy ạ. Được chưa? Tiếp theo này, các bạn sẽ có thêm một cái gì ạ? Có thêm một cái can này rất đắt nhá. Can này là đắt, không phải can rẻ đâu. Các bạn nhìn chất liệu này, rất dày dặn, pha này. Can này thì các bạn sẽ có lắp được như thế này và các bạn sẽ đổ xăng vào bình xăng của máy cắt cỏ mà không sợ bị rớt. Đây, nó có cái vòi dài đây, nối tiếp, hay chưa? Rất hay đúng không? Tiếp theo nữa là các bạn thấy là nó sẽ có túi tool, gọi là tool kit đi. Đây thì trong này có một cái kính này, loại chất lượng nhá các bạn nhá. Rồi, có một bộ đồ mỏ này, các bạn thấy không? Ngay cái T27 này tôi thề các bạn luôn, cái này cũng đã thấy rất đắt đáng tiền rồi. Cái này gọi là cái tuýp mỏ, một đầu này là như là 19, một đầu 13. Nhưng mà quan trọng cái đầu này là đầu hoa thị T27 này. Các bạn mang cái này đi sử dụng với cưa cũng được, sử dụng với cắt cỏ cũng được. Bây giờ đều sử dụng với đống T27 này hết. Rồi, thấy chưa? Có một cái cà lê nữa. Các bạn thấy đồ ngon không ạ? Rồi, đi vào nhân vật chính của chúng ta, đó chính là cái cần này đi. Bắp chuối này thì mình đã show cho bạn rồi. Bạc đạn bên trong này là bạc đạn của HCH, là cùng chung với Hu. Hu cũng sử dụng bạc đạn HCH, con này cũng sử dụng bạc đạn HCH. Chuông côn rất là dày, chuông côn này hôm trước mình đo như dày 3 ly ấy, rất là dày nhá. Ống cần này là dày 2.0 ly, nhôm này, 2.0, 28, 2.0. Toàn bộ hệ ốc sử dụng trên máy là, trên bộ cần này là hệ ốc hoa thị T27 và các bạn có thể dễ dàng tháo vặn mà không sợ bị choét gen. Ống cần này rất nặng, nguyên cái đoạn cần này nó đã rơi vào 1 cân 45 rồi. Rồi các bạn có thể thấy được ống cần này, reload 543 này. Và các bạn nhìn hộ mình cái đầu bò đi. Con này sử dụng TG 5 bạo hết nước chấm luôn đấy. Cần này đẹp hơn những cái cần đang bán trên thị trường đây. Các bạn nhìn đầu bò này không khác gì đầu bò Hu xịn luôn. Cũng có cái chuyện lô cái khuôn đấy, để các bạn biết là cái này là khuôn bao nhiêu. Đấy, tất cả những chi tiết này các bạn nhìn. Những cái phần phay nhìn sáng bóng luôn, đẹp. Đầu bò này siêu đẹp, khẳng định luôn cái cần này để xịn nhất trên thị trường hiện nay. Anh em cứ lôi ra mà xem có cái đầu bò, có cái cần nào mà ống 28 2.0 ly không? Có loại đầu bò sắc đẹp như này không? Có loại chuông như này không? Có loại bi HCH như này không? Full luôn như này nhá. 1.3 triệu, giá này là quá hợp lý rồi. Anh em nào mà mua về thì có thể liên hệ với điện máy Bình Sơn nhá. 1.3 triệu là bên mình sẽ miễn phí vận chuyển cho các bạn luôn. 1.3 triệu do bên mình lên cái động cơ reload với cả cái cần mềm rồi. Do đó thì dư lại những bộ cần này, dư khoảng tầm hơn chục bộ. Anh em nào liên hệ
điện máy Minsom chốt sớm nhá, 1.3 triệu. Bộ này thì khẳng định đẳng cấp luôn, đáng giá đến từng xu. Quá nhiều phụ kiện này, các bạn tính phụ kiện đâu đó rồi là sơ sơ đã mấy trăm nghìn rồi, chưa tính là tiền phí vận chuyển bên mình bao cho các bạn luôn, 1.3 triệu. Và các bạn nếu muốn mua động cơ reload 543 bên mình bán rời luôn là 2.8 triệu, cũng miễn phí vận chuyển và không quà, kèm quà tặng gì. Anh em lưu ý dùng mình là vì sao các bạn bảo là mua rời lại không quà tặng, bởi vì các bạn mua rời nếu mà các bạn mua cả bộ thì sẽ có quà tặng như bình thường, đúng không? Các bạn mua nguyên động cơ thì không thể có quà tặng được. 2.8 triệu miễn phí vận chuyển, còn cái này là 1.3 triệu miễn phí vận chuyển. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn lại nhé.